Vâng, xin chào bác, chào mừng bác đã trở lại với trang kính cổ kính xưa. Trước tiên rất cảm ơn bác luôn quan tâm tới bên em và bên em trong thời gian qua. Bác nào mà chưa kênh của em có thể lúc đăng ký kênh màu đỏ bên phải bên dưới video nó bị quả chuông. Ngày hôm nay theo bác đó về một cái cơn bọc vàng 12K đời trung chữ to. Cái dòng này rất là về rất là nhiều, mỗi lần về thông thường của em về là phải vài chục cái. Mỗi phiên em sẽ lên từng cái một và mỗi cái giá khác nhau, chênh nhau từ vài trăm vài triệu. Tùy theo độ muốn nổi đẹp của cái kính đó, sản phẩm đó thế nào, ra làm sao. Mọi thông tin chi tiết về kính bao giờ nó phải rõ ràng về mặt chi tiết ngay từ phần đầu luôn. Về giá cả thì hồi sau sẽ rõ nhé, giá cực kỳ êm ái, còn khá là mới luôn, chơi về nguyên zin, tất cả nguyên zin hết. Sản phẩm bán ra luôn luôn được bao check, bao test toàn cầu trên cả lãnh thổ, các yên tâm về giá cả của sản phẩm. Về hình thức buôn bán, thời gian bán hàng đều ghi dưới video. Rất mới, rất đẹp nhé. Ở gầm cầu dưới thì có chữ 12K, chữ viết in hoa. Hai cái khắc đảo chiều 5/2 American Optical 12K, chữ viết in hoa, chữ to. Bọc vàng. Đấy là càng phải ra càng trái, rất mới, rất đẹp nhé. Nguyên zin toàn bộ, độ mới cực cao. Giá cực kỳ êm ái. Về giá hồi sau sẽ rõ, trước tiên phải đính chính nhá. Địa chỉ trụ sở chính, ngõ 390 đường Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội, số điện thoại là 091 6566826, cũng là số điện thoại Zalo nhé. Thì các bác hết sức lưu ý, bởi vì ngày nay rất nhiều tượng xấu giả danh trang kính cổ kính xưa ở Hà Nội cũng như các tỉnh miền Nam là giả danh, trong đó là bán lô kính là giả nhái rất là nhiều. Các bác hết sức cảnh giác cao độ luôn đấy. Giá cái này là 9,3 triệu, gọi là 9.300K. Sản phẩm bán ra luôn được bao check, bao test toàn cầu trên toàn thổ, các yên tâm về và giá cả các sản phẩm. Về hình thức mua bán và giá bán hàng đều ghi bên dưới video. Thời gian bán hàng từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối, tất cả ngày trong tuần, không nghỉ nào kể cả lễ Tết, với điều kiện bác điện thoại trước. Tránh tình trạng đến đợt xuất quá thì em đi bận những công việc riêng, thì cái điện thoại trước thì em sẽ liên tiếp bán từ xa và lắng nghe thấu hiểu tư vấn chuyên sâu đồ cổ xưa. Đó là cái giá trị cực kỳ lớn mà khi mua xuất đồ cổ xưa lâu năm có thân uy tín 2 mấy năm, 3 năm, ngay cả số điện thoại em là hơn 2 năm rồi đấy, mà rõ ràng ngay phút ban đầu luôn. Kênh những cái sự của em từ xưa nay là chỉ bán hàng chuẩn A1, hàng sản xuất ở nước thứ nhất Anh, Đức, Pháp, Mỹ, chẳng hạn như kính cơ này bọc vàng sản xuất tại Mỹ. Nó có giá là 9,3 triệu nha, cân bọc vàng 12K chữ to đời trung. Đấy là rõ ràng, bởi vì những đối tượng kia là hay bán hàng của kênh, những trang kênh kia bán ra những kênh kính cổ kính xưa giả dởm nhái, giả trang kênh của em đấy. Trong miền Nam cũng như ngoài nội là hay bán hàng của Nhật và một số nước châu Á, hàng xuất ở nước thứ hai, thứ ba, chất lượng có dạng kém hơn. Các bác có thể mua quần áo hàng hiệu, giày quần Levi's hoặc là giày Levi's thì đấy, thì các bác nắm bắt được ngay. Hàng sản xuất tại Mỹ đắt hơn so với sản xuất tại châu Á đấy, vì gia công nhân công của Mỹ là đắt hơn. Bác hết sức lưu ý vấn đề đó nhá. Còn nếu mà bị soi về giá hay roi về giá thì nó sẽ không thể chuẩn được, bởi vì giữa hàng chuẩn A1, hàng sản xuất nước thứ nhất và sản xuất nước thứ hai, thứ ba bao giờ sẽ chênh nhau về giá, chênh nhau chất lượng luôn đấy. Cái này có giá là 9,3 triệu hoặc là 9.300K. Sản phẩm bán ra lúc nào được qua check, bao test toàn cầu trên toàn lãnh thổ, yên tâm về giá cả chất phẩm. Về hình thức của bán tại giá hàng đều ghi dưới video rồi. Các bác mua đâu mua nên lựa chọn địa chỉ lâu năm quán, lâu năm có thương uy tín Hà Nội của Sài Gòn. Em và một số anh em chơi đồ cổ, quán đồ cổ là 2 mấy năm, 3 mấy năm, ngay cả số điện thoại hơn 2 năm, nên mua người con trai là tốt nhất. Bởi vì ngoài về đồ cổ đồ sinh, cũng kính cổ xưa, nó ta tư vấn cố vấn chuyên sâu đồ cổ xưa hơn. Thay vì mua đứa con gái thì nó lại có cái chiêu thức coi như là Livitem, những trang mạng xã hội coi như quần áo 2 giây hở ngực trên ngực, thì bác cứ tập trung vào đấy, không tập trung món đồ. Mua bán thì nó hẹn nửa đường, hẹn chân tòa nhà, chân chung cư, hẹn cà phê, rồi hẹn hồ Lan Bá, hồ Thiền Quang, hồ Văn Quán. Địa chỉ ma đấy, không có địa chỉ chính xác đâu. Đấy, thế là nhiều anh em bị dính, xung quanh cái địa chỉ đấy là đều dính hết nhá. Phải chọn cái địa chỉ chính, trụ sở chính, địa chỉ lâu năm, số điện thoại lâu năm, địa chỉ chính, số điện thoại lâu năm, nó đơn sơ mộc mạc này thôi. Còn bây giờ chúng nó sử dụng sim số khuyến mại, sim rác tam quý tứ quý như 38, 32, 36, 39 ấy. Rất nhiều anh em bị dính. Cái cơn bọc vàng đầu chữ nhỏ làm gì mà có giá 7 triệu, 8 triệu đấy, ngay cả cái con này đây, chữ to đây mà nó có giá là 9,3 triệu rồi, làm gì cái con chữ nhỏ là còn rẻ, còn rẻ hơn chữ đỏ, làm gì có chuyện đấy. Mà chữ nhỏ đời sâu tuổi hơn con này, con này thập niên rồi, khoảng từ dao động được khoảng 67, 70, 75, đúng không ạ, giai đoạn đó. Trong khi đó những con chữ nhỏ sâu tuổi hơn mà lại nó còn đòi rẻ hơn à. Thế thì rất nhiều bác bị dính trong chiêu thức như thế, thì bác hết sức cảnh giác cao độ trong chiêu trò của nó. Vâng, một lần nữa rất cảm ơn bác xem video của em vừa dài thôi. Xin chào và hẹn gặp lại phía sau. Bác nào yêu quý kính cổ xưa, ấn nút ký kênh và đọc khoảng video. Và xin tạm biệt các bạn.